À, em chào mấy anh chị cô chú nha. Chiều hôm nay em sẽ đổ cái chậu lục giác 83 này cho mấy anh chị coi nha. Trước giờ em chưa có đổ bao giờ đó. Giờ em sẽ đổ cái chậu lục giác 83 cho mấy anh chị coi. Thì bữa có đổ cái chân đó này nè, chân quỳ của nó đây nè. Đó, nằm dưới cái chậu vuông đó. Thì để đổ thêm cái chậu này bỏ lên coi nó đẹp không. Chậu này cao lắm mấy anh chị. Cái khuôn cao lên thấy cũng phải cao lên nhiều ta, cái này cao lên để siêu đo luôn anh chị. Em nghĩ cao lên chắc phải tầm 60 hơn á. Cái này cao tầm 60 á. Bự phủ bì là 83. Giờ mình sẽ khoan ốc, nó là lục giác nha, thằng lục giác hoa sen, hình như bây giờ nó có mẫu cây trúc luôn rồi. Khuôn này khuôn Trung Quốc nè. Lòng trong là ba mảnh ghép lại nè. Đây, lòng trong ba mảnh ghép lại đây nè. Đó thì có mấy anh chị cô chú hỏi là có mấy cô chú lớn tuổi hỏi là lòng trong ghép lại là sao. Thì mấy lòng trong ghép lại là mấy mảnh nó ghép lại đó, như lục giác 83 này của Trung Quốc vẫn là lòng trong ba mảnh ghép lại. Do nó bự quá thì lòng trong phải ghép lại. Từ bát giác 75 trở lên là ghép hết. Còn hàng Việt Nam á là cũng lòng trong ghép lại, do là Việt Nam không có dập cái khuôn tròn, không có dập cái lòng trong nguyên khối được. Nên là phải dập từng mảnh. Thì giống như lục giác 60 nó cũng ghép từ mấy mảnh đó, 6 mảnh, lục giác 60, lục giác 65 ghép từ 6 mảnh như vậy luôn. Rồi lục giác 45, lục giác 38 ghép thì 6 mảnh luôn, 3 mảnh. Lục giác 45, 38 thì nhỏ hơn thì ghép 3 mảnh. Đó là cái lòng trong ghép lại là vậy đó, mấy anh chị cô chú. Còn bây giờ mình sẽ mấy cái chậu lớn như vậy là mình phải khoan ốc ha. Mấy cái ốc nhựa này chỉ để vui thôi. Mấy cái ốc nhựa này bắt vô chỉ để định hình nó thôi cho vui thôi. Chứ mình phải khoan ốc sắt vô. Đây là mình khoan ốc sắt nè, mình cái chậu này chắc mình phải khoan 5 con. Để nó khít á, nó khít với lại nó không bị mấy cái ba dứa coi chừng cái tay chơi. Khoan sụt sụt xuống xíu ra, khoan sát quá vậy. Mình khoan ốc vô nha, tại mình khoan ốc như mình bắt nó mới khích lại được cái cạnh này nè. Không bị mấy cái ba dứa ra. Không có xấu cái cạnh. Với lại là nó chịu lực thêm nữa. Cái chậu 83 này mình định khoan 2 con. Đó. Thấy cha vợ em ngồi không? Cha vợ em ngồi mới bằng cái chậu vậy đó. Ngồi mà mới cao bằng cái chậu vậy đó. 60 cao chắc phải 60 ha. Giờ mình khoan hết luôn anh chị. Khoan cứ mỗi mặt nó mình khoan tầm 5 con. Xíu nữa thì khoan lòng trong rồi nữa kìa. Clip này sẵn em hướng dẫn khoan thêm mấy ốc này vô luôn. Đáy nó vẫn xài đáy 60 thôi cha. Cái đáy này vẫn xài đáy 60 thôi cha. Nó chung, xài đáy chung, 60 chung một loại đáy á. Chỉ có 1 mét mới đáy khác. Cái này bây giờ nó có cái 1m2 đó mấy anh chị, nhưng mà em chưa có thử. Tại vì sợ nó lớn quá, nhựa nó chịu không nổi, nó phình ra. Đó, bây giờ để khoan hết đi mấy anh chị ha. Giờ em nghe điện thoại cái. Đó, mình khoan ốc đó nha. Nè, mình khoan mấy ốc này xíu, mình bắt ốc sắt vô mấy anh chị. Bắt ốc sắt này vô nè. Đó, giờ nó cứng lại. Chậu nào tầm 60 đổ lên cũng nên khoan hết á, bắt cái cạnh nó mới đẹp. Cái này giờ mình lấy máy khoan mình khoan thôi. Rồi giờ mình mua ốc ha, mình mua ốc dài dài xíu mình bắt vô nè mấy anh, nó khích vô. Mình làm nhiều á, mình mở xưởng mình làm nhiều á, mình mua cái máy á. Cái máy kiểu máy bắt ốc á, mà chế độ từ từ á, mình bắt cho nó lan nhanh, còn không mình làm thủ công bằng tay thôi. Có mũi khoan là được nè, máy khoan là nè. Máy khoan rớm cái đầu rồi mưa vô. Đó, bắt vô cái nó cứng nó khít lại. Mốt mình đổ nó không có bị xì xì ra. Nó láng, nó mịn nữa. Mấy chậu lớn mới làm hết mấy anh ơi. Chậu nhỏ nhỏ tầm 60, tầm 45 độ xuống thì nhiều khi không cần, chứ mấy chậu lớn lớn thì phải cần nó mới đẹp. Ốc lòng trong nha mấy anh. Đó, lòng trong của nó là ba mảnh ghép lại. Thì mảnh ghép lại là sao, là nó mảnh rời đó ghép lại đó. Lục giác 60, lục giác 65, lục giác 45, lục giác 38, hàng Việt Nam giờ cũng mấy mảnh này ghép lại nè. Còn mấy cái hàng Trung Quốc á, mà nó tầm cỡ 75, 83, 1 mét trở lên là nó đều là mảnh ghép lại hết thôi à.
Tại vì hàng lớn nó không có dập nguyên một cái lồng trong như vậy được mấy anh. Nên nó phải làm mảnh ghép lại. Giờ mình cứ khoan thôi, mình canh hết nè, xong cái mình canh hết xong cái mình bắt nó vô nè, mình lấy cái đè lại xong cái mình đi mình chấm, mình khoan thôi. Mình khoan một con ốc trên đầu mình bắt cố định trước rồi đã. Canh canh nó ra, coi chừng nó dư rồi chơi. Coi chừng bóp vô quá nó nhỏ lại. Đó, mấy anh cố định xong giờ mấy anh khoan mấy ốc dưới thôi. Rồi giờ xong cái mình bỏ vô đây để mình ủa còn con dưới nữa kìa trời. Thôi bắt luôn đi, lỡ. Rồi giờ mình bỏ vô đây để mình canh cái miệng của nó, mình canh cái miệng của nó, các cạnh của nó để mình khoan. Mình khoan mình bắt xuống nè, bắt xuống dưới cái chậu, cái khu ngoài của nó. Đó mình canh, kiếm thước đo cho nó cân cân xíu cho. Mấy cạnh này nè mấy anh, canh cho nó cân cân xíu. Còn khoan đây nè, mình bắt xuống. Bắt ốc luôn mấy anh, cái này bắt ốc luôn. Bắt ốc sắt không chứ ốc nhựa nữa. Rồi giờ bắt ốc này vô nữa. Ôi mà bắt chi cha chưa quét nhớt mà. Mình khoan là được rồi, xíu nữa có lỗ luôn rồi. Cái này có cần đánh dấu số không ta, chứ không mốt lộn bên sao. Cho cái căn ngay cái mép bên đây nè. Yeah. Giờ anh quét nhớt vô mấy anh. Quét nhớt vô chuẩn bị đổ thôi. Quét nhớt vô nha mấy anh. Để chống dính khuôn. Đổ mình dễ tháo nó không gãy không phăng. Quét nhớt mỏng qua lớp được rồi mấy anh. Không cần nó dày quá đâu. Đều hết được. Mình xài nhớt thải á. Ra mấy tiệm xe mình mua nhất thải á, nên anh quét ha. Cái này không có lỗ thoát nước của người ta. Không có lỗ thoát nước rồi, phải chế rồi mấy anh ơi. Tự chế thôi. Này chắc lấy hai cục mút thôi, đơn giản. Cắt hai cục mút để dưới đáy mấy anh. Giờ đổ cho mấy anh chị. Thì xi chọn một xi một cát 180 hoặc là một xi một rưỡi cát 150 tùy. Hoặc một xi một chấm hai cát 1.2 đá mi cũng được, tùy lượng mình muốn đổ dàm già hay là non sao tùy mình nha mấy anh chị. Và mình lấy máy mình chọn đều luôn. Giờ mình đổ vô đây, chậu này chắc không phải 4 xô quá. Chậu này phải 4 xô quá. Nó cao, không có to bằng cái mét nhưng mà nó cao. Mình đổ đều chi góc ra cho đá nó rớt xuống dưới cho nó cứng cái chân. Đừng có đổ một chỗ không thì nó tràn cát với tràn xi qua mấy góc khác đó mấy anh chị. Thì chỗ đó nó không có đá, nó không có cứng được cái chân chỗ đó. Có đá mi thì vô nó mới đông kết là nó cứng nó chắc lắm. Mấy chậu to bắt buộc phải đá mi rồi, đừng có đổ cát với xi không, mấy chậu to này lâu ngày chịu không nổi đâu. Có nhiều anh em thấy vẫn đổ chậu 60-65 bằng cát với xi vẫn được, nhưng mà lâu ngày khả năng chịu không nổi, nó dễ nứt á. Kết cấu không tốt.
nó không chịu nổi, mốt nó có khả năng là bị nứt thôi. Còn mới thì nó chưa xi nhê. Còn mấy cái bát chét 1 mét năm ngoái, đổ năm ngoái, cho giờ em đổ năm ngoái nè, bán cho bạn nó trồng sen cũng cả năm rồi, chả xi nhê, không có nứt niết gì hết. Cái này cũng đổ cho ông chú kia luôn á mấy anh chị, ông vô ông đặt trồng cây gì mà. Sẵn coi khuôn này đổ quay cho mấy anh chị coi luôn. Đó, chia đá bớt vô mấy cái gốc. Còn bên này gốc nữa nè cha. Gõ cho nó lắng đá xuống, gõ nhẹ nhẹ cho nó lắng đá xuống dưới mấy cái chân của anh chị. Nãy quên vụ đè lòng trong nha mấy anh chị, quên vụ đè lòng trong luôn. Mấy chậu lớn mình phải đè xuống á, chậu từ 60-45 gì chậu lên cũng nên đè đi, mình đè xuống cho nó đừng có, cho nó đừng đẩy cái lòng trong lên nó tét á. Chậu này xì dữ ta, chậu này lòng trong nó xì dữ ta, bữa nào phải khoan thêm con ốc như đó mới được. Thì cha vợ em không có chơi dục đồ nặng vô ha, chơi chế chảo hai bên lại. Đó, cạo lại vậy thôi nè, cho nó khỏi chào lòng trong luôn. Còn mọi người một cách làm, có mấy anh dục đầy đá vô đây, dục tùm lum thứ vô đây cho nó nặng á. Lúc đầu ngày xưa cha vợ em cũng làm vậy á, sau này chế lại cách khác. Từ lúc đổ chậu mép chế cách này không à, làm khỏe hơn hay sao. Cái lòng trong này phải lấy sớm nè. Cái lòng trong này nghe anh em nói là khó lấy lắm, nghe mấy anh kia nói khó lấy lắm, phải lấy tầm 3 bốn tiếng gì phải lấy nè. Nhưng mà để em để nó chết thử em lấy được nó làm sao. Chỉ cần treo làm sợi dây á, cấu tạo chế mình treo lên. Thùng thứ ba nha mấy anh, thùng thứ ba rồi đó. Này để khô tháo lòng trong hay sao cha? Cái chậu này nè, để khô tháo lòng trong hay sao? Tháo được không biết nữa nè, nó sâu quá nè. Để khô không biết tháo được không nha, nó sâu quá. À, trưa cũng được, trưa lên chờ lấy cái nước vô xong bắt đầu lấy giò cho xịt hoài tầm tiếng nó cũng mềm ra. Cần đầy rồi mấy anh ơi, không khó. Rồi, nửa xô nha mấy anh, cái này chọn nửa xô, nãy là ba xô đầy dung á, còn này là nửa xô không biết thiếu không nè, biết đủ không nữa nè, sợ thiếu á, sợ thiếu một xíu. Chậu này cũng to phết ha, trước giờ không đổ chậu này mấy anh, đổ chậu bát giác 75 thì có, bát giác 1 mét thì có, đổ lục giác thì em đổ tới 60-65 rồi, 83 là chưa đổ. Cái mét 2 chắc nó cũng bự á, gần cũng bự á, cái 83 cái mét 2 hơi to à, cái lục giác 82, cái lục giác mét 2 chắc căng á. Này 83, này 83 rồi cái này. Bữa nào mốt nhập cái mét 2 về đổ luôn cho mấy anh coi. Thiếu không cha? Sợ thiếu quá.
Xong rồi mấy anh ơi, gần 4 xô nha mấy anh. 3 xô đầy với 1 xô gần đầy. Nói chung là 4 xô lưng đó mấy anh ơi. Giờ gõ cho lắng lắng đều đều được. Ok, hôm nay em đổ cái chậu lục giác 83 cho mấy anh chị coi nha. Thì có hướng dẫn khoan ốc, khoan lòng trong rồi tùm lum hết á. Bữa nào gỡ thì quay cách gỡ cho anh chị coi. Cái này chắc phải để 2-3 ngày mới nên gỡ được. Tại chậu này chậu lớn, không nên gấp. Mình gấp thứ nhất là nó gãy hoa văn, thứ hai dễ nứt. Mình gấp á anh chị, nó cái xi của em xài là xi vi xe mà tiên. Cái xi vi xe mà tiên thì nó dẻo, nó lâu đông kết lắm, nó lâu cứng lắm. Nên là phải để lâu hơn mấy xi khác. Mình nếu mà đổ nhanh, mình lấy mấy xi mà đông kết nhanh á. Còn xi Hà Tiên này nó tính năng nó dẻo, nó đông kết chậm. Nhưng mà khi mà nó chết cứng là nó cứng dữ lắm. Em xài xi Hà Tiên không à? Tại xưa làm xi măng Hà Tiên mấy anh chị. Ngày xưa làm bên hãng xi măng Hà Tiên. Nên phải xài xi Hà Tiên ủng hộ. Rồi ok, bữa nay em đổ, cha vợ em đổ cái chậu lục giác 83 có quay lại cho anh chị coi chơi ha. Rồi cảm ơn mọi người theo dõi video này nha. Thì bữa nào tháo thì em sẽ quay lại cho mọi người coi. Rồi khi nào xong xuôi hết, khô hết em sơn cho mọi người coi luôn. Rồi em cảm ơn mọi người.